Ở tập trước của phần phim ngắn Các quái vật của Anomaly, họ đã gửi một bức thư đến công ty Poppy Playtime để cầu cứu sự giúp đỡ. Và rồi búp bê Poppy đã cử búp bê Kỳ Lân Thần Kỳ đến giúp đỡ họ, và cuối cùng tiêu diệt được Katniss Zombie. Không, không, các người đừng lại đây, ta không có ý phản bội các người đâu. Chị Tài, người cầm mồm lại đi. Người to gan dám phản bội lại chủ nhân, đứng về phe tên người chơi đó, chỉ điểm cho hắn để hắn tìm cách giết chết chủ nhân 1006, rồi biến chúng ta búp bê không ra búp bê, ác quỷ không ra ác quỷ. Đến lúc rồi, ta sẽ diệt trừ những kẻ nào phản bội lại chúa tể 1006. Chết hết đi. Không, đừng lại đây. Lũ búp bê bị nguyên rủa đây, trước sau thì các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ hết mà thôi. Poppy à, liệu búp bê Kỳ Lân có giúp được gì cho họ không vậy? Sao lâu quá chưa thấy cậu ấy trở về nữa? Kissy à, hãy cố gắng chờ đợi và hy vọng rằng búp bê Kỳ Lân sẽ tiêu diệt được quái vật mèo khát nát zombie đó. Nhìn kìa. Chào Poppy, chào Kissy, tôi về rồi đây. Tôi đã tiêu diệt thành công quái vật mèo khát nát zombie rồi. À, đây là những quái vật Anomaly. Họ muốn đưa tôi về tới tận nhà đó. Đây là những quái vật Anomaly à? Trong hình hài của các cậu thật quái dị. Trước đây tôi có đọc bức thư mà các cậu đã viết cho tôi, tôi cũng hiểu sơ một phần nào về các cậu. Hôm nay được diện kiến thật là vinh dự. Chào búp bê Poppy, tôi là thủ lĩnh của quái vật Anomaly, cũng là người đã viết bức thư gửi cho cô để cầu cứu. Cảm ơn cô đã kịp thời cử búp bê Kỳ Lân Thần Thoại đến giúp đỡ chúng tôi. Thật lòng chúng tôi không có gì để đền đáp nổi. Không, không có gì đâu. Và lại đó cũng là một phần trách nhiệm của công ty Poppy Playtime chúng tôi mà. Được rồi, nếu sau này các bạn có cần gì đến chúng tôi, cứ gửi thư tới đây, tôi chắc chắn sẽ cho người tới đó giúp các bạn. Cảm ơn búp bê Poppy, cảm ơn tất cả các bạn. Được rồi, đến lúc chúng tôi phải đi, chúng tôi xin cáo biệt. Cứu, có ai cứu tôi với? Hả? Thủ lĩnh quái vật mèo Anomaly, nhìn bên dưới kìa, hình như là một chú chó bị đứt nửa thân người nhưng vẫn còn sống. Thật là tội nghiệp, chúng ta hãy cứu nó đi. Đây, anh bạn, hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Rốt cuộc, anh bạn là ai? Có chuyện gì xảy ra với anh bạn? Tại sao anh bạn lại bị thương rất nặng, nằm ở gần công ty Poppy Playtime thế kia? Các người là ai? Sao trông xấu xí thế này? Làm ơn đừng hại tôi. Tôi chỉ là một búp bê chó đót này trong công ty Poppy Playtime mà thôi. Tôi bị tên chúa tể thí nghiệm 1006 ức hiếp, em phải làm việc cho hắn. Nhưng tôi thấy hắn vô cùng xấu xa, Nên đã giúp đỡ cho một nhân viên con người cũ đến và giết chết hắn. Ngươi cứ bình tĩnh, bọn ta là những quái vật Anomaly, bọn ta có quen biết với búp bê Poppy, sẽ không làm hại ngươi đâu. Vậy hả? Nhưng mà tên chúa tể thí nghiệm 1006 chết đi, Hắn đã gieo rắc một lời nguyền rủa lên những thuộc hạ của hắn, Là búp bê cô giáo Daylight và búp bê Huggy, còn cả Mommy Lolette nữa. Bọn chúng được hồi sinh lại dưới dạng quái vật, bắt đầu tàn sát, giết những búp bê đã phản bội hắn. Cái gì? Vậy không lẽ công ty Poppy Playtime đang có một thế lực xấu xa lần nữa xuất hiện hay sao? Vậy thì Poppy cùng với búp bê Kissy gì đó sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Đúng rồi. Poppy là một búp bê tốt. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chắc chắn công ty Poppy Playtime sẽ lọt vào tay của lũ xấu xa đó mất. Nhưng thật đáng tiếc, giờ người tôi như thế này thì làm sao có thể cứu được họ? Thủ lĩnh, chúng ta từng mong muốn sẽ có một búp bê trở thành thành viên của chúng ta, hay là... Tôi hiểu ý của các cậu rồi. Được rồi, lần này tôi sẽ đặt cách phá lệ cho búp bê đó đây này trở thành quái vật chó Anomaly, thành viên của chúng ta. Như thế này, người của tôi, quỷ thần thiên địa ơi, giờ cậu đã biến thành quái vật chó Anomaly, đồng đội của chúng tôi rồi, còn đứng đây làm gì nữa? Mau nhanh chóng quay về công ty Poppy Playtime, cứu những búp bê khác đi. Cảm ơn,
cảm ơn cái quái vật Anomaly nhiều lắm. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Lũ búp bê thuộc hạ của tên 1006 bị nguyên rủa kia, các ngươi hãy đợi đây. Đừng giết chúng tôi mà. Trước đây tên người chơi đó tìm đến 1006, chúng tôi cũng đã ngăn cản hắn, bảo vệ chúa tể của chúng ta mà. Nhưng bây giờ các ngươi đã hết tác dụng rồi. Chúa tể 1006 trước khi chết đã đem lời nguyện rủa lên người của bọn ta. Bọn ta phải thanh trừng tất cả búp bê trong công ty Poppy Playtime. Khốn kiếp, mau dừng lại. Thư Hucky và Mommy Lolet bị nghiền rúa kia, các người quá độc ác. Chết tiệt, gì thế này? Ngươi là kẻ nào? Sao lại xen vào chuyện của bọn ta? Ta là búp bê đót này trước đây, suýt nữa thì bị các ngươi lấy mất tính mạng đây. Bây giờ ta đã biến thành quái vật đót chú Anomaly rồi. Chết tiệt, không thể nào. Làm sao mày có thể sống sót và biến đổi như thế này được? Tại sao không thể chứ? Những thứ búp bê xấu xa như các ngươi đã bị người chơi giết chết. Mà tên chúa tể 1006 của các ngươi đã nguyền rủa để các ngươi sống lại làm điều sầm bậy. Thì ông trời cũng đã giúp ta hồi sinh lại với cái hình dạng quái vật xuống Anomaly này để trừng phạt tiêu diệt các ngươi. Chết tiệt, thứ búp bê chó đót này đây, ta sẽ nghiền nát ngươi một lần nữa. Còn một kẻ nữa là búp bê cô giáo đây lại. Không lẽ mụ ta đã vào trong công ty Poppy Playtime để làm hại búp bê Poppy cùng với Kixi rồi hay sao? Nhanh lên, mình phải tới tìm họ mới được. Này Kixi à, đến giờ tôi phải nghỉ ngơi rồi. Cậu hãy nhớ canh chừng ngồi đây cho cẩn thận nhé. Có gì thì hãy gọi tôi gấp. Tôi biết rồi Poppy, cô cứ đi đi. Công ty chúng ta bây giờ đã an toàn rồi, không có mối nguy hiểm nào đâu. Nhưng mà cậu phải cẩn thận đó. Thôi tôi đi nghỉ trước đây. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ canh gác cho cậu nghỉ ngơi. Tôi biết rồi, cô đừng lo xa quá. Ủa, tiếng bước chân của ai vậy? Hả? Ngươi là ai thế này? Sao tôi đang dám đột nhập vào công ty Poppy của chúng ta? Xin chào, người bạn cũ. Cô không nhận ra ta à? Ta là búp bê cô giáo đi lại đây. Cái gì chứ? Người là búp bê đi lại, thuộc hạ của tên 1006 à? Nhưng người đã chết cùng với Hucky và Mommy Lolet rồi nè. Đúng, không sai. Nhưng mà chúa tể 1006 đã nguyền rủa để bọn ta hồi sinh lại. Bây giờ bọn ta có hình hài kích chỉ như thế này, đến lúc bọn ta sẽ càng quát ngươi và con mũ khốn Poppy lấy lại công ty này, tìm cách hồi sinh lại chúa tể 1006 của bọn ta. Kixi, cậu có sao không? Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Một quái vật Anomaly à? Sao ngươi biết chúng ta có chuyện? Mau lên, cô Poppy! Này, Kixi! Chắc tuyệt thật, không lẽ là mụ cô giáo búp bê đây lại đó đang làm loạn hay sao? Mình phải tìm Poppy ngay lập tức. Này Poppy! Chết tiệt, đây lại, người. Ta thì làm sao? Chính thứ khốn kiếp như người đã tìm mọi cách dẫn dụ tên người chơi đó vào công ty Poppy để giết chết chúa tể 1006. Bây giờ đến lúc ta sẽ bắt người trả món nợ máu với ngày ấy. Chết tiệt, mau tránh xa ra khỏi búp bê Poppy ngay lập tức. Hả? Kẻ nào nữa thế này? Người là ai? Sao to gan dám vào tận đây? Búp bê cô giáo đây lại, người quên ta thật rồi à? Ta chính là đót này đây. Nhưng bây giờ ta đã biến thành một quái vật xuống Anomaly rồi. Ta hôm nay sẽ thay mặt cho công lý, thay mặt cho chính nghĩa của những quái vật xuống Anomaly và kể cả búp bê Poppy kia nữa, tiêu diệt lũ khốn kiếp nguyên rủa các ngươi, đưa các ngươi từ cõi chết về lại địa ngục. Chết tiệt, thật là đáng ghét. Thì chó đót này búp bê cho ngươi thật là chai đó. Lúc đó ta hối hận không xé ngươi thành trăm mảnh. Bây giờ
sẽ ăn luôn cơ thể của ngươi, tài sản của ngươi. Ta sẽ biến công ty Poppy Playtime này thuộc về ta. Búp bê cô giáo đây là ngươi, ngươi điên thật rồi. Ngươi, ngươi đúng là một con ác quỷ. Ngươi không thể nào sống và tồn tại trên đời này được nữa đâu. Ta sẽ tiễn ngươi về gặp chủ nhân thí nghiệm 1006 của ngươi. Xuống địa ngục đi, trả lại bình yên cho thế giới này. Đặc biệt rồi một trong các ngươi sẽ biến thành một ác quỷ. Poppy, Poppy, cô có sao không? Kissy, búp bê Kissy. Kissy, Kissy.